Xin chào các anh chị, tôi là Coach Daisy Bùi Thị Kim Cúc, là nhà huấn luyện doanh nghiệp của Action Coach, hiện đang làm việc tại Action Coach CBD Firm Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 5 và là ngày của mẹ. Và sáng hôm nay thì có cơ hội được tham dự một cái lớp online có tên là EQ Practice, một cái nhóm để luyện tập trí thông minh cảm xúc. Và cái chủ đề sáng nay nó có tên là Unblinded, có nghĩa là mở những cái điểm mù ra. Và sáng nay khi mà tham gia lớp đó thì mình muốn chia sẻ lại một cái gọi là cái trải nghiệm và những cái gì mình nhận được trong cái buổi sáng nay. Thực ra thì mình cũng đã tham gia khá là nhiều cái lớp học về phát triển bản thân, những cái lớp chuyên sâu về lập trình ngôn ngữ tư duy, về phát triển bản thân, về cảm xúc, vân vân. Tuy nhiên, thật ra thì mỗi lần học thì mình cũng có ngộ ra được những cái điều mới. Nhưng mà sáng nay, với cái chương trình sáng nay thì có thể là một khoảng thời gian đủ dài để mà cho mình những cái nguyên liệu, với những cái khóa học, với những kiến thức, với những cái người mà mình tiếp xúc, với những cái cơ hội mà mình được trò chuyện với mọi người. Thì nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn và sáng nay nó đã gom nhặt lại thành một cái món ăn đó, và mình khám phá ra được hai cái từ keywords, từ khóa cho buổi sáng nay, đó là cái chữ niềm tin. Ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng cái điều mà khiến cho bản thân của mình tới bây giờ vẫn chưa đạt được những gì mà mình mong muốn, chưa được như những gì mà mình thực sự đặt ra và đi tìm hiểu về điểm mạnh cũng như về cái bản thân của mình. Thì sáng nay mình nghĩ rằng đó là cái sự thiếu tự tin. Làm thế nào để mình giải quyết cái sự thiếu tự tin của mình? Nhưng mà sau vài vòng sử dụng cái bộ bài YouTube thì mình có ngộ ra một điều, đó là nó không phải là cái sự thiếu tự tin, nhưng mà cái nguyên nhân gốc rễ, cái từ khóa ngày hôm nay, đó là cái chữ niềm tin. Khi mình không có tin tưởng vào một cái điều gì đó thì mình không hoàn toàn mạnh dạn khẳng định và cho người khác thấy rằng cái giá trị mà cái sản phẩm đó mang lại, hoặc cái giá trị mà mình có thể giúp họ để họ thay đổi. Và với hai từ khóa đó thì mình có một cái chia sẻ là tại sao mình đã nhận được hai từ khóa đó ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là khi coach hỏi thì mình đã chia sẻ cái điều của mình đặt ra, câu hỏi của mình đặt ra, và anh cũng có hỏi một số câu nữa. Thì mình ngộ ra rằng mình đôi lúc trước á, mình hay gọi là giữ kẽ và không có muốn nói ra cái sự thật. Trong đầu thì nghĩ đó, nhưng mà mình cứ ráng tìm những cái từ hoa mỹ, một cái từ nào đó khác để mà mình trả lời. Nhưng mà sáng nay thì mình có thể là gọi là đối diện, và mình dám thẳng thắn chia sẻ hai từ khóa, cái chữ đó là chốt sale. Vì mình nghĩ rằng chốt sale là cái gì đó nó không tốt. Trong đầu cái niềm tin của mình là như vậy. Và mình nghĩ nếu mà mình làm cái việc này và mình cố gắng chốt sale á, thì có cái gì đó nó không có phải. Thế là với hai từ khóa đó thì đã khiến cho mình hiểu rằng nếu như mình tin cái sản phẩm là tốt, mình tin cái giá trị mà mình nhận được và mình có thể đem cái điều đó đến giúp cho người khác, thì chắc chắn họ sẽ thay đổi, họ sẽ thành công. Mình chưa thử thì mình không biết được. Cho nên nếu mình đủ cái niềm tin thì mình sẽ khẳng định được cái điều đó, và mình sẽ tự tin để giúp cho họ thay đổi. Chính vì thế, với cái video này mình muốn chia sẻ lại cái điều mình, giá trị mình nhận được sáng nay. Và đây là cái hình mà hôm nay mình nhận được. Một cái người tốt nghiệp và có một người bạn tới chúc mừng, thì mới ngộ ra rằng trong cuộc sống của mình hay chúc mừng vào những cái sự kiện trọng đại thôi. Ví dụ như ngày sinh nhật, ngày lễ tốt nghiệp, một kỷ niệm ngày cưới chẳng hạn. Nhưng mình quên hết những cái mục tiêu nhỏ nhỏ từng ngày của mình. Mình cũng làm, mình cũng thành công, nhưng mình lại không chúc mừng. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ tập cái cách là quan sát, lắng nghe và biết ơn những cái gì mà mình đã làm được mỗi một ngày. Và mình sẽ có những cái sự chúc mừng cho bản thân của mình. Và đây là một cái câu cũng rất là hay, có chữ là free hug. Free hugs, the best place in the world is inside a hug. Thì mình cũng muốn gửi đến mọi người một cái ôm và chúc mọi người một ngày của mẹ thật là vui vẻ.